thêm 73 người chết ở Trung Quốc vì virus corona, 3.143 ca nhiễm mới. Trung Quốc vừa công bố 73 trường hợp tử vong do chủng mới của virus corona gây viêm phổi cấp, nâng tổng số người chết lên hơn 600 người. Tổng số ca nhiễm được ghi nhận ở nước này là 31.161 ca nhiễm. Giới chức y tế Trung Quốc cho biết số người chết vì loại virus corona chủng mới ở nước này trong ngày 6 tháng 2 là 73 người. Tại Hồ Bắc, nơi diễn ra dịch bệnh, số ca tử vong là 69 người, với 64 trường hợp là ở thủ phủ Vũ Hán. Tổng số người chết vì virus tại Trung Quốc hiện tại là 636 người. Theo tờ South China Morning Post, hai trường hợp tử vong khác được ghi nhận là ở Philippines và Hồng Kông. Số trường hợp nhiễm mới được xác nhận trong ngày 6 tháng 2 là 3.143. Tổng số ca nhiễm được ghi nhận ở Trung Quốc là 31.161. Tờ Reuters dẫn số liệu công bố vào sáng ngày 7 tháng 2 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới hôm ngày 6 tháng 2 cảnh báo không nên đọc quá nhiều dữ liệu cho thấy tỷ lệ nhiễm virus corona mới hàng ngày ở Trung Quốc sau khi con số đó tăng lên trong nhiều tuần. Michelle Ryan, người đứng đầu chương trình cấp cứu sức khỏe của WHO cho biết, còn quá sớm để đưa ra dự đoán về việc liệu dịch đã đạt đỉnh hay chưa. Trong nỗ lực trấn an người Trung Quốc và dư luận quốc tế, trong cuộc điện đàm với nhà vô Salman của Ả Rập hôm ngày 6 tháng 2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này vẫn đủ khả năng đánh bại virus corona. Trong một diễn biến khác, bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong 8 người cảnh báo sớm về sự nguy hiểm của virus corona, đã qua đời tại một bệnh viện tại thành phố Vũ Hán. Thêm 41 người nhiễm bệnh trên du thuyền ở Nhật. Đài NHK của Nhật Bản vào ngày 7 tháng 2 có đưa tin có thêm 41 người trên chiếc du thuyền Diamond Princess dương tính với virus corona chủng mới, nâng tổng số ca nhiễm trên du thuyền này lên 61. Nhà chức trách Nhật đã cách ly tàu du lịch chở 3.700 người từ ngày 3 tháng 2 và cho xét nghiệm tất cả các hành khách và nhân viên trên tàu sau khi một du khách nam 80 tuổi dương tính với virus corona chủng mới. Từ ngày 1 tháng 2, Nhật Bản cấp các công dân người nước ngoài từng đến Hồ Bắc Trung Quốc trong những tuần gần đây, cũng như những người mang hộ chiếu Trung Quốc được cấp ở Hồ Bắc. Du khách có biểu hiện triệu chứng của chủng mới virus corona cũng sẽ bị cấm nhập cảnh. Chúng ta vẫn đang ở giữa một đợt bùng phát mạnh mẽ, các vòng lây truyền vẫn tiếp tục và chúng ta có thể chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm trong những ngày tới. Nhưng ít nhất ở hiện tại, mọi chuyện đang ổn định. Hãng tin Reuters dẫn lời chuyên gia hàng đầu của WHO, ông Mike Ryan cho biết, việc giảm các ca nhiễm mới không phải là điều để ăn mừng bởi vẫn còn rất nhiều thứ phải lo lắng. WHO đang lên kế hoạch triệu tập một diễn đàn nghiên cứu và đổi mới toàn cầu nhằm huy động hành động quốc tế để ứng phó với chủng mới của virus corona. Diễn đàn sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 2 tại Geneva với sự công tác của Tổ chức Nghiên cứu Toàn cầu về phòng chống bệnh truyền nhiễm. Khai thác sức mạnh của khoa học rất là quan trọng để kiểm soát được sự bùng phát của dịch bệnh, Tổng Giám đốc của WHO nói. Diễn đàn sẽ tập hợp tất cả các nhà khoa học hàng đầu, các cơ quan y tế công cộng, cán bộ chăm sóc sức khỏe và các nhà tài trợ nghiên cứu chủng mới của virus corona, phát triển vaccine, trị liệu và chẩn đoán về sức khỏe cộng đồng. Những người tham gia sẽ thảo luận về một số lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm xác định nguồn gốc của virus, cũng như chia sẻ các mẫu sinh học và trình tự di truyền. Cuộc họp dự kiến sẽ tạo ra một chương trình nghiên cứu toàn cầu về chủng mới của virus corona, thiết lập các ưu tiên và khuôn khổ dự án nào được thực hiện trước tiên. Trung Quốc đang tạm thời tăng cường các trạm kiểm soát nhằm hạn chế việc di chuyển của người dân trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Các trạm thu phí trên nhiều tuyến đường cao tốc của tỉnh An Huy, Hồ Nam và Giang Tây đã trở thành những chốt kiểm tra tạm thời. Những người đi qua đây đều phải kiểm tra thân nhiệt, thẻ căn cước và một số trường hợp là lộ trình các nơi đã đi qua. Thậm chí, tại các trạm kiểm tra tại huyện Túc Tùng của tỉnh An Huy, nơi giáp với tỉnh Hồ Bắc, những người không có giấy tờ chứng minh họ không đến Vũ Hán trong thời gian bắt đầu dịch có thể sẽ bị từ chối cho qua trạm. Cùng với các biện pháp ngăn ngừa sự lây lan dịch do việc di chuyển của người dân, các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng kêu gọi công khai hơn nữa tình trạng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng tránh dịch bệnh.